Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Đồng Hồ Đô Tĩnh nhé. Mọi người, đây là video dành cho những ai mà đang có nhu cầu hoặc là đã đặt cái bộ ghế cổ đồ đại của Đồng Hồ Đô Tĩnh nhá. Thì mọi người ơi, thì em Thành này, nó đang em Thành đang nạo đấy mọi người ạ. Tất cả các chi tiết đều nạo như thế này. Đó. Những cái mũi đây là cái nạo cán mọi người nhá, nạo cán chuyên để nạo những cái bề mặt phẳng, hoặc là nếu mà thuận tay thì làm những cái móc mỏ, những cái đường cong này, những cái vo tròn này, những cái nạo cán này anh em mình để làm nạo như nhá. Thì tất cả các chi tiết trước khi cho đánh giấy ráp thì anh em mình sẽ nạo như này, qua một lần trước nạo thật kỹ, sau đó là trong quá trình đánh dây ráp tiếp là các cô các chị á, đó là tiếp tục là chỗ nào chưa được này tiếp tục nạo những cái chi tiết đó rồi mới đánh dây ráp mọi người nhé. Thì video này cho mọi người thấy rằng là từng chi tiết, ngay cả những cái phần tay, những cái phần kẽ góc của bộ cờ đồ đại của Đô Tĩnh theo đơn đặt hàng này của khách hàng, thì tất cả các sản phẩm hàng đặt đều được làm rất là kỹ lưỡng, và video này cho mọi người thấy được rằng cái điều đó, từ cái phần chi tiết tay tựa hay là những phần lõm bên trong đều được nạo. Đấy. Thì video này để dành cho những người mà đã đặt hàng những cái bộ ghế này. Đấy. Quay lên để cho các quý khách để xem để yên tâm nhé. Đặt hàng là bên mình làm đúng tiêu chuẩn, đúng tâm nhá, đúng trách nhiệm và đúng cái tâm của mình nhá. Đấy, mọi người thấy rằng là từng cái chi tiết nạo, sau khi nạo nó sẽ vo tròn và gỗ nó đã óng mượt được đấy. Đây này. Đó. Nạo hết mọi người nhá, nạo cho những cái đường thớ gỗ này nó mịn và nó nổi những cái gân, cái vân của nó lên nhá. Sau này nó sẽ khi mà vào vách ni thì nó sẽ đẹp. Đấy, cái gỗ nó sẽ khi mà mình làm ấy, gỗ nó sẽ đanh gỗ hơn. Đấy. Đây là cái gỗ này là anh em mình phá trước này, gỗ này phá sau này. Sau một thời gian nó sẽ xuống màu như thế này. Đấy, nó sẽ đều nhau hết. Gỗ này tiếp xúc với không khí trước. Đấy. Đây mọi người ạ. À. Cái nạo cán này để nạo phẳng. Rất thích luôn. Đấy mọi người thấy không? Đến đâu cũng ngọt, ngọt gỗ đến đấy. Gỗ đến đâu nó ngọt đến đấy mọi người ạ. À. Thành đừng làm những cái sản phẩm lù kỹ, Thành có thích không? Đây. Là rất thích đúng không? À. Đấy, quan trọng là tuyển những người đam mê làm nó sạch sẽ. Đây này, những cái tay này đều là được làm mộng hết này, xong là làm mộng và làm gọi là làm mộc xong thì bắt đầu là cho ra nạo những chi tiết như này. Đây, còn thừa một chút tí ốn này, nhằm sẽ đục sau đó làm nạo, sẽ gọt mấy cái ốn tí. Đấy. Chỗ đó nó có một cái mộng mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà cái mộng đó mình thêm một chút cốn vào để cho và bắt đầu là nó sẽ nòi ra, và anh em mình phải làm sạch đi nhá. Nếu mà nhiều người không để ý thì sẽ bỏ qua cái khâu này. Mỗi một khâu này anh em sẽ kiểm soát lại một lần nữa. Chính vì thế là những cái món đồ và đồ Đô Tĩnh nên thì rất là đảm bảo. Đấy mọi người ơi, nạo sạch mấy cái cốn đi. Đấy, sẽ nạo qua cái đó. Thank you.
video này thì Đô Tinh cũng được kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.